có một người đàn ông điên loạn, một tay cầm kiếm nhật, tay còn lại cầm súng, đầu thì đeo hai cái đèn pin phát sáng, nhìn cứ như một con quỷ chứ không còn là con người. Ông chém giết tất cả mọi người trong tầm mắt. Đây đúng thật là một lời nguyền của thôn Tám Mộ. Và đây là thám tử Kindaichi Kosuke trong vụ án mạng tại thôn Tám Mộ. Có một chàng trai tên Tatsuya đang làm việc ở công ty xà phòng. Khi quản lý chạy vào và bảo rằng anh đang được người thân tìm kiếm trên đài radio, thế là anh đã theo địa chỉ đó đến một văn phòng luật sư để xác nhận thông tin. Ngày trước, anh sống với Dượng và mẹ của mình. Khi anh được 7 tuổi thì mẹ cũng qua đời. Từ đó anh mới biết hóa ra mình không phải là con ruột của Dượng. Về sau thì anh cũng lưu lạc tứ xứ. Dượng thì đã qua đời do một trận không kích. Luật sư muốn anh cởi áo ra, vì nếu đúng là người họ cần tìm thì trên người anh sẽ có dấu hiệu để nhận biết. Và đúng là thế thật. Người đàn ông kế bên luật sư chính là ông ngoại của Tatsuya. Hóa ra mẹ của anh làm dâu ở một gia tộc lớn tại thôn Tám Mộ, và họ đang muốn tìm anh về nhà. Ông ngoại nói một vài câu với anh thì tự nhiên ôm cổ một cách đầy đau đớn, miệng trào máu rồi chết ngay tức khắc. Thật lạ vì rõ ràng trước đó ông vẫn rất khỏe mạnh. Ông ngoại đã bị đầu độc do ông bị hen suyễn, nên là bác sĩ trong thôn đã kê đơn thuốc, và một trong những viên thuốc đó có chứa độc tố. Nghĩa là hung thủ là người ở trong thôn. Anh được một người phụ nữ tên là Miyako đến đón tại đồn cảnh sát. Cô được người trong gia tộc nhờ đến đón Tatsuya, cũng như lo hậu sự cho ông ngoại trên thành phố, để mang cho cốt của ông về quê. Khi Tatsuya về phòng trọ, thì một bức thư bí ẩn đã được gửi đến cho anh. Bức thư nói rằng, đừng có mà dại dột đặt chân đến thôn Tám Mộ. Nếu mày tới, thảm họa sẽ diễn ra, máu sẽ đổ, máu, rồi sẽ lại có thêm một cuộc tàn sát khác biến cả thôn chìm trong biển máu. Nhưng tất nhiên, Tatsuya vẫn đến thôn Tám Mộ. Nếu không thì hết phim rồi còn đâu. Gia tộc Tachimi đứng đầu làng hơn 4 thế kỷ. Cha của Tatsuya là trưởng tộc đời thứ 25 và đã qua đời 26 năm trước. Hiện tại đứng đầu gia tộc là người anh cùng cha khác mẹ với Tatsuya. Nhưng ông này thì bệnh tật triền miên, nên thật ra việc quản lý gia tộc đều do hai bà dì sinh đôi quyết định. Ngoài ra thì Tatsuya còn một bà chị cùng cha khác mẹ khác, là em gái của cái ông đang lâm bệnh. Ngoài ra còn có hai người, một trai một gái là họ hàng với Tatsuya. Tiếp đến là ông bác sĩ, cũng là họ hàng với anh, và sư thầy. Cuối cùng thì Tatsuya cũng đã được ra mắt gia tộc. Ông anh cùng cha khác mẹ có dặn dò Tatsuya phải đối nhân xử thế sao cho tốt, đừng để bất cứ ai lấy đi tài sản của gia tộc. Sau đó thì ông ho không ngừng, bà dì phải đến lấy thuốc cho uống thì mới ổn định lại. Tatsuya được người chị cùng cha khác mẹ dẫn về phòng. Cô nói cho biết lý do mà mình được hai người dì tìm kiếm. Ông anh thì lâm bệnh nặng, bà chị cũng bị bệnh tim. Vậy nếu chẳng may cả hai có mệnh hệ gì, thì gia tộc Tachimi sẽ suy tàn. Thế nên mới phải tìm kiếm Tatsuya để mà phòng hờ. Vừa mở cửa nhìn ra sân, thì có một bà lão ăn mặc quái dị xuất hiện. Bà là một nữ tu bị điên ở trong thôn. Vừa nhìn thấy Tatsuya, bà đã thét lớn. Cút đi, đừng có bén mảng đến đây. Mày sẽ khiến cả làng này đổ máu. Linh hồn của thần Tám Mộ đang rất phẫn nộ. Mày có biết tại sao ông của mày lại chết không? Vì đó là sự hiến tế đầu tiên. Rồi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái chết là tại mày. Vừa dứt lời thì bà liền lao vào Tatsuya nhưng đã bị anh đẩy ngã. Cùng lúc đó, một bóng hình quen thuộc đang đi vào thôn Tám Mộ. Đó là thám tử Kindaichi Kosuke. Vừa đặt chân đến thôn thì anh đã bị một ông nông dân đuổi đi. May mà được cô em họ bên nhà Tachimi giúp đỡ. Sáng hôm sau, khi người hầu mang đồ ăn sáng đến cho ông anh, thì phát hiện ông đã chết vì trúng độc. Kế bên là gói thuốc và một tấm bùa đề, đền Tám Mộ. Kindaichi đã thuê trọ tại một nơi vừa là quán trọ vừa là bưu điện của thôn. Cái tên chủ của gia tộc Tachimi qua đời nhanh chóng lan ra khắp thôn. Kindaichi cũng nhanh chóng chạy đến để mà xem xét tình hình. Phía hành cha cũng đang khám nghiệm và điều tra hiện trường. Hai người dì luôn phiên đưa thuốc cho ông anh, nhưng mà những khi mà ông khỏe thì cũng tự mình lấy thuốc. Lần này có vẻ là do nạn nhân tự lấy thuốc uống. Hành cha chuyển sang nghi ngờ bác sĩ. Cả ông ngoại và ông anh đều vì uống thuốc của bác sĩ mà chết. Thành ra nghi ngờ ông cũng là điều dễ hiểu. Tất nhiên bác sĩ phủ nhận mình là hung thủ. Kindaichi cũng đã đến nơi. Ta được biết rằng chính ông luật sư ở thành phố đã thuê anh để đến thôn Tám Mộ điều tra. Máu của nạn nhân dính vào phần chữ 8 trên tấm bùa. Ông cảnh sát ở trong thôn sợ rằng đây là lời nguyền Tám Mộ. Tất nhiên hành cha không tin vào mấy chuyện này. Kindaichi nói chuyện với Tatsuya. Vị luật sư tin rằng còn có một lý do khác bí ẩn hơn cho việc ông ngoại tìm gặp Tatsuya, mà ông luật sư không biết đó là gì. Thế nên mới phải nhờ đến Kindaichi. Tatsuya ngồi trong phòng thì nghe tiếng bước chân ngoài sân. Anh hé mắt nhìn ra, hai bà dì đang đi đến nhà kho và làm gì đó ở bên trong, rất bí ẩn.
Kindaichi tìm gặp Miyako để hỏi thăm. Ta được biết vùng đất này chứa đầy đá voi. Trong thôn cũng có một cái hang đá voi lớn. Tatsuya đi đến đâu là bị dân làng dòm ngó đến đó. Tatsuya và Kindaichi muốn đến thôn tám mộ để xem thử. Miyako cảnh báo trước rằng không còn cái đền nào đó, vì vài năm trước nó đã bị sét đánh trúng. Người trong thôn bảo rằng đó là lời nguyền tàn dư của Amako, một truyền thuyết kéo dài hàng thế kỷ trong thôn. Vào thời chiến quốc, 8 samurai của Amako đã bị đánh bại bởi lãnh chúa và họ đã trốn chạy đến thôn này. Tuy vậy, họ vẫn bị lãnh chúa chi sát. Lãnh chúa đe dọa và hứa sẽ thưởng cho những người trong thôn nếu giết được 8 samurai kia. Bị đồng tiền che mắt, người dân đã tấn công và giết chết những vị samurai lang bạc. Trước khi chết, một người đã nguyền rủa cả thôn suốt 7 thế hệ. Người đứng ra tổ chức cuộc tàn sát đó, không ai khác chính là chủ tộc Tachimi. Quá kinh hãi vì lời nguyền, người trong thôn đã chôn cất 8 samurai này và thờ cúng họ như những vị thần. Từ đó, thôn này cũng có tên là thôn tám mộ. Tatsuya nhớ lại lời của nữ tu điên, anh sợ rằng sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa. 8 mạng người sẽ phải ra đi sao? Đêm đó, tang lễ cho người anh đã diễn ra. Trong lúc mọi người ăn uống, hai bà dì lại bỏ đi đâu mất. Còn nữ tu điên thì tìm gặp Miyako. Cô đưa tiền cho bà ta, có vẻ là mờ ám lắm. Bác sĩ nhậu say thì đã bắt đầu cây cú về việc hanh cha nghi ngờ ông là hung thủ. Ông còn lôi cả cậu anh họ của Tatsuya, hiện đang ăn nhở đậu trong gia tộc vào để mà nói, khiến anh tức giận bỏ đi. Tại nhà riêng của bà nữ tu điên, một ai đó đã đến và thắt cổ bà đến chết. Kẻ đó còn đặt một cái liềm kế bên xác của bà. Tatsuya vẫn theo dõi hai bà dì. Họ vừa đi mất thì anh liền cầm đèn pin chạy vào xem thử cái nhà kho. Có một cái rương lớn đựng vải, nhưng để ý kỹ thì mới thấy đó là lối đi bí mật. Anh bắt đầu đi xuống dưới, có vẻ lối đi đó dẫn đến hang đá voi. Bên trong có xác của một samurai giáp trụ đầy đủ đang ngồi hiên ngang. Tatsuya sợ hãi bỏ chạy, nhưng có vẻ anh đã bị lạc. Chạy một hồi thì cũng ra khỏi miệng hang, sau đó là phải cuốc bộ về dinh thự. Trên đường đi, anh đã bắt gặp người anh họ, mặc áo đen kín người đứng trước nhà bà điên. Tatsuya liền núp vào một góc. Ông anh họ đi khỏi thì anh mới chạy vào nhà xem thử, thì thấy bà điên đã chết. Sáng hôm sau, hanh cha đến điều tra vụ án. Tất nhiên cũng không thể nào thiếu Kindaichi. Hanh cha hỏi Miyako về chuyện đưa tiền tối qua. Cô bảo rằng hôm qua bà đến phá đám tang, cho nên cô đã cho bà tiền để mà rời đi. Bà điên có sở thích chơm mấy món đồ lặt vặt mang về để trong nhà. Kindaichi để ý đến cái lưỡi liềm. Ông cảnh sát chợt nhận ra, đó là gia huy của nhà Amako. Có vẻ đây thật sự là đang tái hiện lời nguyền của 8 samurai. Hanh cha bắt đầu suy luận. Hung thủ là ông bác sĩ. Bà điên có bằng chứng của hai vụ án trước, nên đã bị ông bác sĩ giết người diệt khẩu. Ông anh họ đến chỗ Miyako để nói chuyện về bà điên, nhưng cô đã lảng sang chuyện khác. Cô tặng cho anh cái khăn choàng cổ mình tự làm. Cô thổ lộ lòng mình với anh. Cùng lúc đó thì Kindaichi cũng bước vào. Ông anh họ liền bỏ đi. Miyako có một cái xưởng để làm nhuộm màu thủ công. Trong đó có một loại mực mà dùng nước lạnh có thể làm bay màu mực. Kindaichi tìm đến Miyako để hỏi thêm về gia tộc Tachimi. Vì ông anh cả là chủ gia tộc, vừa mới qua đời lại không có con cái, nên là gia sản sẽ về tay người thân, họ hàng. Nên chắc hẳn hung thủ đang loại bỏ bớt những người thừa kế. Vì là người ngoài nên Miyako không hề hứng thú với chuyện này. Nhưng nếu đúng là vậy, thì Tatsuya hẳn là người đang trong tình thế nguy hiểm nhất. Cả hai liền đến gặp Tatsuya vì thấy anh đang dọn đồ bỏ đi. Giờ anh mới đưa cho Miyako xem lá thư đe dọa. Anh cũng kể cho cả hai nghe về những gì mình thấy vào tối qua. Rồi cả ba đi khám phá hang động. Kindaichi cho rằng đây là một lối thoát hiểm đề phòng các vụ bạo động. Tatsuya dẫn họ đến chỗ samurai. Cái xác được ướp bằng sáp, vì thế nên mới không phân hủy. Phía dưới có một mâm cúng vẫn còn mới. Hai bà dì chắc hẳn là người đã mang đồ cúng đến đây. Giáp mũ có hình lưỡi liềm là gia huy của nhà Amako. Tuy giáp trụ đã cũ, nhưng cái xác thì lại không như vậy. Hóa ra đó là xác của cha Tatsuya. Bà chị bước ra từ đằng sau. Chỉ có hai bà dì và anh em bà biết nơi này. Bà bắt đầu kể lại bi kịch của 26 năm về trước. Cha của bà, một tay cầm kiếm, một tay cầm súng, đầu đội hai cái đèn pin và treo thêm một cái đèn trước ngực, trông ông không khác gì quỷ dữ. Ông đã chém chết mẹ của hai anh em, sau đó chạy vào thôn và giết bất cứ ai mà ông nhìn thấy, miệng thì thét lớn: "Tụi mày giấu cô ấy đâu rồi?" Một tay ông chém, một tay ông bắn tất cả mọi người, già trẻ đều không tha. Mọi người chỉ biết bỏ chạy và cho rằng đó là lời nguyền tám bộ. Cuối cùng ông thét lớn tên mẹ của Tatsuya. Đêm đó ông đã giết chết 32 mạng người. Vậy tại sao xác của ông lại ở nơi này? Cảnh sát đã truy đuổi ông tận lên núi. Hai bà dì đã cho ông trốn ở hang đá này. Sau đó ông cũng qua đời tại đây. Hai bà dì đã ướp xác và mặc giáp trụ cho ông. Nhưng vì lý do gì mà ông lại điên cuồng như vậy? Tất cả là vì mẹ của Tatsuya. Cha của anh tuy rằng đã có vợ,
nhưng vẫn say đắm bà, vì thế mà đã bắt cóc và giở trò đồi bại. Sau đó ông nhốt mẹ của Tatsuya ở nhà kho. Ông bạo hành cả thể xác lẫn tâm hồn của bà, mà không ai có thể ngăn cản được. Ông ngoại của Tatsuya cũng đã cầu xin cha của anh thả con gái của mình ra nhưng vẫn vô dụng. Sau đó mẹ của anh đành sống với ông như người vợ lẽ. Căn phòng Tatsuya đang ở chính là phòng của mẹ anh ngày xưa. Cha anh sợ bà bỏ trốn nên lúc nào cũng khóa lại căn phòng, nhốt mẹ anh bên trong. Sau đó thì Tatsuya ra đời. Một ngày nọ, cha của Tatsuya lại nổi cơn điên. Ông lấy cây cờ lửa đang nóng ịnh vào lưng của anh. Đó là vết sẹo mà ta được thấy ở phần đầu câu chuyện. Sợ rằng hai mẹ con rồi cũng sẽ bị giết, mẹ của anh đã mang anh trốn đi. Đó là lý do mà ông trở nên điên loạn và chém giết mọi người trong thôn để tìm kiếm bà. Ông cảnh sát đang tìm kiếm ông bác sĩ. Ông đã mất tích được một ngày rồi. Tatsuya phát hiện bức bình phong trong phòng mình có gì đó rất lạ, nên đã gọi Kindaichi đến. Ta có thể thấy bên trong chứa một cái gì đó. Đó là tấm hình của mẹ Tatsuya, đứng cùng một người đàn ông lạ mặt. Bức hình được chụp vào dịp năm mới, trước khi Tatsuya ra đời vài năm. Cùng lúc đó thì một bà dì đến cầu cứu Tatsuya. Bà bảo rằng cha của anh đã trở về từ cõi chết và đã bắt bà dì còn lại đi. Nhận ra chuyện chẳng lành, Kindaichi liền chạy xuống hang. Cái xác vẫn còn ở nguyên đó, nhưng bà dì đã bị đập đầu chết. Kindaichi đến quá muộn. Tatsuya cùng thanh tra đến nơi, cái giáp mũ có dấu hiệu bị di chuyển. Kindaichi cho rằng hung thủ đã dùng nó để đánh bà dì. Khi hai bà dì mang đồ cúng đến thì hung thủ đã trốn đằng sau cái xác, sau đó đẩy ngã cái xác xuống và đè chết bà dì. Thế nên bà còn lại mới bảo rằng cái xác còn sống. Thanh tra lại bắt đầu suy luận. Ông cho rằng bác sĩ đã biết về cái hang nên đã dùng nó để giết bà điên, sau đó trốn ở đây rồi giết chết bà dì. Nhưng suy luận của thanh tra đã sai, vì ở phía bên kia hang động, ông bác sĩ cũng đã trúng độc mà chết. Dựa vào độ cứng của cái xác, Kindaichi đoán rằng ông đã chết được 2 ngày, thế nên không thể nào là hung thủ được. Kế bên là cuộn cơm nắm đang ăn dở. Chắc hẳn hung thủ đã lừa và giết ông bác sĩ để mọi người nghi ngờ rằng ông là hung thủ. Người trong thôn kéo đến đòi đuổi Tatsuya đi. Họ sợ rằng bi kịch 26 năm trước sẽ tái diễn. Kindaichi thì đi tìm danh tính của người đàn ông bí ẩn trong bức ảnh. Anh đến tìm người chủ bưu điện ngày trước. Ông đã qua đời từ lâu, nhưng may mà con trai ông vẫn giữ tài liệu của cha mình. Trong đó có một lá thư mà mẹ Tatsuya gửi cho người đàn ông bí ẩn, nhưng đã bị trả về. Bức thư đã được mở ra, nhưng Kindaichi chưa vội đọc mà đã mang nó đi. Bà dì muốn quay lại hang động. Bà nói rằng do bà đã giết cha của Tatsuya, nên giờ ông đã kéo linh hồn chị em của bà đi. Miyako thắc mắc về những gì mà bà nói. Hai bà dì đã giấu ông ở trong hang, nhưng vì ông quá điên loạn, cả hai đành bỏ độc vào đồ ăn của ông. Họ cho rằng ông điên loạn như vậy là do lời nguyền tám mộ. Ngày xưa chính vì tổ tiên đã giết chết 8 người samurai, nên lời nguyền điên loạn mới ám lên gia tộc Tachimi. Sau khi giết 8 samurai, tổ tiên của họ đã giết 7 người dân trong làng rồi tự sát. Kể từ đó, cứ 100 năm thì gia chủ nhà Tachimi đều trở nên điên loạn. Đúng năm thứ 400 thì cha của Tatsuya đã giết chết 32 mạng người. Nếu mà chia cho 4 thì sẽ ra con số 8. Tatsuya hẹn ông anh họ đến nhà bà điên để làm rõ mọi chuyện. Bất ngờ là Kindaichi cũng đã ở đó từ trước. Tatsuya kể với anh về việc ông anh họ đã ở đây sau khi bà điên chết. Vậy thì tại sao ông anh họ lại ở đây? Thì ông đã từ chối trả lời. Kindaichi để ý có bức tranh bị lấy đi mất. Ông anh họ bảo rằng nhà sư đã mang nó đi. Kindaichi liền chạy đi tìm nhà sư. Ta được biết rằng chồng con của bà điên là nạn nhân của vụ thảm sát 26 năm trước. Sau đó bà đã nương nhờ ở chùa, không thể quên đi nỗi oán hận của mình. Bà đã hóa điên và cúng bái bức tranh. Kindaichi đến xem thử, đằng sau có một dòng chữ gì đó. Bà dì mang cho cốt của chị em mình đến nhà kho, chắc là để cúng kiến chung với cái xác ướp. Có ai đó đã chờ sẵn ở đây. Khi bà dì đến chỗ chiếc rương, người đó đã tháo dây ra, khiến cái kiệu đang treo ở trên rớt xuống và đè bẹp người phụ nữ xấu số. Nghe tiếng động lớn, người chị nhanh chóng chạy đến và xui xẻo thay là cũng bị hung thủ thắt cổ. Trong những nỗ lực cuối cùng của mình, bà chị đã cắn chảy máu ngón tay của kẻ giết người. Người đó liền buông tay ra, nhưng bệnh tim của bà chị đã tái phát và ngất xỉu ngay tại chỗ. Tatsuya cũng vừa về đến nhà, nghe tiếng động lớn anh liền chạy đến, nhưng khi đến nơi thì hung thủ đã chuồn đi mất. Tatsuya chỉ kịp nghe bà chị nói về ngón tay bị cắn của hung thủ. Sau đó, bà chị cũng qua đời. Vậy là 7 người đã chết. Trong lúc thanh gia đang đau đầu, thì Kindaichi đã tìm ra manh mối để phá giải vụ thảm án này. Tatsuya đưa cho thanh gia xem lá thư mà anh tìm thấy. Nó được cắt bằng giấy báo, trong đó ghi: "Tôi có thông tin quan trọng về hung thủ. Hãy đến chỗ samurai mặc giáp. Nếu kể với ai khác, thảm sát tám mộ sẽ lan rộng." Kindaichi cũng lấy lá thư đe dọa Tatsuya lúc đầu ra và biểu diễn cho mọi người thấy. Anh lấy nước và bắt đầu xóa chữ trên lá thư. Người có được loại mật này cũng chính là hung thủ, là Miyako. Cô đã trốn sau cái xác, định sẽ giết Tatsuya như cách cô giết bà dì.
nhưng người đến lại là Kindaichi. Mục đích của Miyako là giết Tatsuya, nhưng lại lợi dụng lời nguyền để khiến vụ án thêm phần bí ẩn. Cô muốn trừ khử tất cả những người thừa kế của nhà Tajimi. Nhưng tại sao Miyako lại làm vậy, dù cô không hề có liên hệ gì với nhà Tajimi? Vì cô không giết người bởi vì tiền, mà còn vì một lý do khác. Khi nghe Kindaichi nói rằng cảnh sát đã bắt ông anh họ, cô liền đẩy ngã cái xác rồi chạy đi. Khi cô leo lên nhà kho, thì mọi người đã đứng chờ sẵn. Kindaichi cũng nhanh chóng xuất hiện và giải thích tất cả. Bà điên đã thấy Miyako trộm thuốc độc ở phòng khám bác sĩ, thế nên lúc đám tang bà mới tới để đe dọa cô lấy tiền. Sau đó bà còn hẹn ông anh họ để kể nghe về chuyện này. Khi ông đến thì bà đã chết do bị Miyako thắt cổ rồi. Do ông anh họ sợ rằng Miyako cũng sẽ bị giết chết nên mới giữ im lặng chuyện này. Kindaichi biết được chuyện này cũng là nhờ dòng chữ đằng sau bức tranh. Nó nói rõ về việc Miyako đã trộm thuốc độc. Sau đó cô đã đánh lừa bác sĩ rằng cảnh sát sẽ bắt ông, cho nên đưa cho ông đồ ăn tẩm độc và kêu ông trốn ở trong hang. Cô giết hai bà dì vì họ là người quyết định người kế thừa gia tộc. Còn bà chị thì do xui xẻo đã xuất hiện ở hiện trường gây án. Miyako làm tất cả mọi chuyện vì muốn ông anh họ sẽ kế thừa gia tộc Tajimi. Tất nhiên là bởi vì Miyako yêu ông. Mục tiêu cuối cùng của cô là Tatsuya. Nhưng bất ngờ thay, Kindaichi lại nói rằng Tatsuya thật ra không liên quan gì đến gia tộc này. Bức thư gửi cho người đàn ông bí ẩn đã giải mã tất cả. Ông là người mà mẹ của Tatsuya yêu. Tuy vậy thì ông đã bị gọi đi nhập ngũ, thành ra lá thư đã không đến được với tay ông. Trong thư ghi rằng mẹ của Tatsuya đã mang thai trước khi ông nhập ngũ. Nói cách khác, người đàn ông bí ẩn này mới đúng thật là cha ruột của Tatsuya. Ngay sau khi bà đến bưu điện để gửi bức thư đi thì đã bị trưởng tộc Tajimi bắt về làm vợ. Đáng buồn là cha ruột của Tatsuya cũng đã qua đời vì chiến trận sau khi nhập ngũ không lâu. Trong lúc mọi người tập trung nghe câu chuyện thì Miyako đã tự sát bằng thuốc độc do cô mang theo bên người. Đúng 8 cái chết đã diễn ra ở thôn 8 mộ. Vậy là vụ án này cuối cùng đã khép lại. Và đó là tất cả những gì đã diễn ra trong vụ án lần này. Nếu bạn thích video này thì hãy nhớ like, share và đăng ký cho Bubblegraphy để mình có động lực làm thêm nhiều video nữa nha. Cảm nhận của các bạn về vụ án tại thôn 8 mộ này như thế nào thì hãy comment cho mình biết với nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những vụ án tiếp theo của một vị thám tử kỳ tài khác.